Rồi thì xin chào quý cô chú và anh chị mình. Lại là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì đây ha, một tiêu chí một cái ngôi nhà vườn khá là đẹp luôn ha. Thì cái ngôi nhà này nè, nói chung là chủ đã xây toàn bộ là cách đây là gần một năm ha. Nhưng mà ít ở anh chị ha, khá là mới, khá là đẹp luôn. Và xung quanh của mình là đang trồng một số cây kiểng và bông giấy ha. Ngày xưa ở đây là chủ đã làm bông giấy anh chị, kiểu như làm ra một cái chậu bông giấy một đến một cái cây ha, để đi giao cho khách hàng. Nói chung là anh chị cũng đầu tư về bông giấy ha, làm về bông giấy đó, cây kiển thôi nè đó. Thì ở đây với một ngôi nhà khá là đẹp như thế này thì anh chủ có gọi cho mình ha, thì vào đây review bán giùm. Thì chính xác nơi đây anh chị là ở xã Phú Thịnh ha, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thì ở đây á, hôm nay mình sẽ mang đến cho anh chị mình một miếng đất ha, để có thể anh chị mình về nghỉ dưỡng khá là ok, rất là đẹp ha. Thì đây với tổng diện tích là 2.775 m² ha. Và xung quanh của mình đang trồng những số cây kiểng và một số cây ăn trái ha. Tí nữa mình sẽ đi vòng quanh khu vườn gửi đến anh chị mình ha, review thêm. Cái nhà này là cái nhà tạm của thờ Phật tổ tiên rồi ha anh chị ha. Nói chung là cái nhà này là nhỏ nhỏ để anh chị chủ xây lên để cúng thờ ha. Còn đây là cái nhà của mình thì anh chủ đang làm ở anh chị ha. Còn phía này nè là đang trồng một số cây kiểng ha. Ngày xưa ở đây thì anh chị chủ đã làm một số hoa giấy, bông giấy đó, cũng đầu tư để làm và giao cho khách hàng ha. Nói chung cũng đầu tư cũng để làm. Thì đất của mình đây nè anh chị là ở xã Phú Thịnh ha, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ở đây thì 2.775 m² ha. Thì đầu video mình cũng báo giá luôn nè, để không làm mất thời gian của chú anh chị mình ha. Thì miếng này chính chủ kêu cho là 3 tỷ nha, giá 3 tỷ có thương lượng. Nhưng mà đất của mình là với một diện tích nó gần 2.8 sào nhưng mà rất là đẹp ha, rất là rộng. Đây ô tô thì vào tận nơi nè ha, sân rộng rất là thoải mái. Và cái mặt tiền của mình anh chị là nó được là 67.5 m ha, 67 m mặt tiền. Mặt tiền của mình quay về hướng Tây nha, mặt tiền quay về hướng Tây. Đây là phía trước cái cổng của ngôi nhà, còn đây là một cái mảnh vườn anh chị ha, khá là đẹp luôn, rất là được mắt ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng quanh, mình vào căn nhà trước ha, mình sẽ review ngôi nhà trước, sau đó thì mình sẽ đi vòng quanh mảnh vườn, quay chi tiết để đến anh chị mình ha. Nói chung là với diện tích này thì chủ báo cái giá đó nhưng mà vẫn còn thương lượng ha. Ở đây thì diện tích 2.775 m², giá chính chủ báo là giá 3 tỷ có thương lượng ha. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ nói nè, là đất của mình á là đã có làm một cái căn nhà như thế này. Tường thì anh chủ làm tường đôi nha, tường cách âm luôn ha, tường cách âm, tường đôi. Thì ở đây nè, để mình bật đèn ha. Đó, thì đây có phòng ngủ nè anh chị. Mình đang có hai phòng ha, đang có hai phòng ngủ nè ha. Một phòng bên này đó, một cái phòng ngủ. Thì phòng ngủ này rộng tầm khoảng là 10 m² ha. Và phía trong đó thì đã có WC này kia luôn ha. Đó, WC. WC và tủ này kia đó ha. Đây, WC khá là sạch, khá là mới luôn. Đây. Và tủ này là tủ đựng đồ ha. Tủ này tủ đựng đồ là một phòng. Còn phía bên này là khu bếp ăn, cái này là khu nhà bếp ha. Đó, đây là khu bếp. Phía sau mình thì để chén, để nồi này kia. Mà phía sau đã có cái thêm cái WC nữa ha. Đó, mỗi một phòng đều có WC riêng anh chị ha. Nhà thì gần rất còn mới luôn. Đây, có thêm một phòng nữa nè. Thì phòng này là rộng tới 15 m² ha. Đó, thì anh chủ làm một cái giường giống như phim truyện cổ tích ngày xưa ha. Thì giờ đây anh chủ có nói với mình á. Thì chủ có báo là giá 3 tỷ là hiện trạng là bán là chỉ là đất với nhà thôi. Còn ba cái nội thất bên trong á, ví dụ như cái giường này. Giường này anh nói cái gỗ gì ha, mà rất là mắc tiền. Thì anh chị chủ nói là cái gỗ này, một cái giường này ngày xưa anh lấy là 120 triệu đó, 120 triệu cho cái giường này là đem về đó ha. Thì nội thất là anh sẽ mang đi đó. Bán thì bán đất với lại nhà, với lại mấy cái lặt vặt thì để lại thôi ha. Còn mấy cái nội thất của đồ gỗ thì sẽ mang đi nha. Đó, thì cho nên với giá 3 tỷ ha. Đó, thì anh có báo là anh có báo với mình là giá, nếu mà giá 3 tỷ rưỡi thì để lại hết ha, mà có thương lượng. Nếu giá 3 tỷ thì chủ sẽ mang đi hết những cái nội thất, nhưng mà giá vẫn còn thương lượng nha. Đó, hiện tại thì có hai phòng ngủ ha, và một cái không gian khu bếp ăn như thế này. Đó, hai phòng ngủ, và tường của mình là tường đôi, tường cách âm ha.
Nhà xây rất là kiên cố luôn, rất là đẹp ha. Còn đây là cái không gian phía trước của mình nè anh chị. Ở đây có thể đậu được 4-5 chiếc xe hơi luôn ha. Đó, 4-5 chiếc 7 chỗ luôn, dài dài ra luôn ha. Nhìn rất là đẹp. Còn đây là xung quanh phía sau của ngôi vườn của mình nè anh chị. À, xung quanh phía sau thì hiện tại trên đất đang trồng đủ loại cây ăn trái luôn ha. Đây là sari nè, rồi mít nè, mít siêu sớm ha, sari, rồi có 1-2 cây bưởi, chôm chôm, sầu riêng luôn ha. Chung là đủ loại hết. Đây mình sẽ đi vòng quanh một cái mảnh vườn đi, sẽ quay từng chi tiết cho chị Minh ha. Mít này là một trái là chục ký hơn ha. Sari nè, mít nè, hai trái rất là to luôn anh. Đó, xung quanh mảnh vườn của mình nhìn khá là đẹp ha. Một ngôi nhà xanh xanh mộng mơ, nhìn ngôi nhà như Doraemon anh chị. Sầu riêng, cây này thì sầu riêng năm thứ hai thôi ha, riêng năm thứ hai thôi mà lâu quá thì không chăm thì có lẽ nó cũng héo đi, nó tàn đi ha. Đó, một mảnh vườn cây ăn trái thì đất của mình đã có rào lưới B40 xung quanh rõ ràng ha, rào lưới B40 xung quanh rõ ràng rồi. Đó, rào lưới hết trơn không ha, lưới B40 và trụ bê tông hết luôn, ranh giới có rõ ràng, đo đạc có chính xác của địa chính nha. Đây có cây sầu riêng năm thứ tư nè, thì cái cây này là hiện tại là chưa có trái ha, chưa có trái, thì ảnh báo là chưa có trái. Lúc trước thì nói chung cái vườn này sầu riêng thì chưa có trái, nhưng mà mít thì đã có ăn rồi. Ở đây nó còn một cái khoảng trống ha, một cái khoảng trống của đất rất là nhiều ha, anh chị mình có thể trồng thêm trái cây khác vẫn được ha. Tại vì đất này á là đất đen ha, đất đen thì anh chị mình có thể trồng cây ăn trái khác nè, ví dụ như là sầu riêng thì được rồi đó, trồng sầu riêng nè, rồi mít, bưởi, bơ, đặc biệt là măng cục ha, trồng măng cục thì rất là tốt. Sầu riêng cũng nhiều á, miếng này nếu mà nói về sầu riêng mà trồng chắc tầm khoảng 30 cây đó, 2 sầu mấy mà được 30 cây là còn gần 2 sầu 8 mà 30 cây thì cũng ok lắm đó. Đó, nhà cửa mình có cái bồn nước anh chị ha, điện giếng nước, wifi đầy đủ luôn. Và phía trước của mình á, nó có cái một cái an ninh là camera giám sát luôn ha. Anh chị chủ làm camera giám sát tổng hết cái lô đất luôn. Và đất của mình có điện năng lượng mặt trời phía trước luôn ha. Đây, đó, đường xá ok, dân cư kế bên, nhà cửa rất là đông luôn. Bên đây đi qua thì quay nó hơi xấu một tí ha, mình sẽ đi ngược lại hướng lúc nãy. Đó, thì ở đây ha là xã Phú Thịnh nha, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Diện tích hôm nay mình ghi đến là 2.775m2 ha. Đã có sẵn một ngôi nhà. Ngôi nhà này là gọi là nhà mái Thái luôn, chứ không phải nhà cấp 4, nó khá là đẹp đi ha, nhà mái Thái luôn á. Nhìn rất là rộng, rất là lớn, rất là đẹp ha. Thích hợp cho cô chú anh chị lớn tuổi về đây ở nghỉ dưỡng, hoặc là đôi vợ chồng trẻ ra riêng ha, về đây có thể lập nghiệp hoặc là về chơi cuối tuần hàng tuần nghỉ dưỡng vẫn được ha. Thì giá chính chủ kêu là 3 tỷ nha, có thương lượng anh chị ha. Đó, 3 tỷ có thương lượng. Thì đây nè, mảnh vườn của mình. Bây giờ mình sẽ ra ngoài hướng cái con đường ha. Thì mình sẽ ra hướng con đường, mình quay thêm chi tiết rồi đến anh chị mình ha. Thì con đường này nè anh chị, đường hiển thị ha, đường hiển thị luôn. Thì nhưng mà nó giáp với đất mình đó là được 67m ha, 67m mặt tiền hiển thị. Mặt tiền của mình quay về hướng tây ha, hướng chánh tây luôn. Còn ở đây thì bê tông vừa vào đến đất nè anh chị. Đó, đường bê tông vừa vào đến đất ha. Đó, dân cư bao là kế bên, đường bê tông vừa vào đến đất luôn. Thì ở đây nè, trên đây là trước đất của mình, còn đây là không gian ở bên trong nè anh chị, nhìn khá là đẹp luôn ha. Đó, không gian bên trong thì từ miếng đất của mình đi anh chị đi ra hướng, để anh chị đi cái này là bê tông nhỏ ha, ô tô vào được, nhưng mà anh chị đi tầm khoảng 100m là có đường bê tông lớn, đường bê tông rộng 6m, hai chiếc ô tô né nhau ha. Thì ra đến đó anh chị mình rẽ trái, anh chị mình sẽ đi ra hướng con đường nhựa của xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thì ra đường nhựa đó là con đường nhựa chính, trục chính của Tà Lài luôn ha. Thì ra đường nhựa đó là km số 7 của Phú Thịnh, Tân Phú, Đồng Nai. Nếu anh chị rẽ phải sẽ ra quốc lộ 20 là 7 cây. Đó, gặp quốc lộ 20 về thành phố, rẽ phải về thành phố Biên Hòa là tầm khoảng 90 cây, đi tiếp về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 110 cây ha. Còn gặp quốc lộ 20 anh chị mình rẽ trái, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc là 65 cây. Còn anh chị mình đi tiếp mình sẽ về hướng thành phố Đà Lạt ha, là 180 cây nha. Thì ở đây ra quốc lộ 20 có 7 cây thôi là đường nhựa rẽ phải ha. Còn đường nhựa rẽ trái là anh chị mình sẽ vô một cái hướng đó là
khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha. Thì chỗ đó những anh Tây, chị Tây bên nước ngoài đâu đó hay về đây đạp xe đạp đi trải nghiệm ha. Đó cũng khá là ok. Rồi thì miếng đất này nó có rào lưới B40 xung quanh ranh giới rõ ràng hết rồi. Pháp lý sạch luôn ha, sổ hồng riêng chính chủ nha. Mình chuyên đi quay quảng cáo nhà đất, bất động sản, nhà vườn chính chủ ha. Mình có ba cái phương án thì mình cũng nói đi nói lại, lặp lại hoài từng video. Phương án thứ nhất là mình sẽ quay đất là không dính vào màu mã ha. Phương án thứ hai mình quay đất là sẽ không dướng vào quy hoạch. Bước thứ ba mình không thổi giá, không gây giá nha. Đó, thì miếng này là sổ hồng riêng chính chủ, pháp lý sạch, an toàn, sang tên công chứng trong ngày ha. Rồi thì để biết về thông tin đó thì sau đây mình sẽ đưa phần sổ sách nè, vị trí và Google Map để đến với cô chú anh chị mình nha. Video mình cũng kết thúc ở đây ha. Thì đây nè anh chị, đây là hình sổ mình ha, là bản đồ số 26, thửa đất số là 154, địa chỉ là xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ha. Thì diện tích ở đây là mình được 2.775 m² nè. Thì hình thức sử dụng đó là sử dụng riêng, còn mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm ha. Thì miếng đất của mình có thời hạn sử dụng đến ngày 15 tháng 10 2063 ha. Khách hàng anh chị mình đi cấp tài sổ mới nha. Hiện tại thì đất của mình chưa có thổ cư ha. Còn đây là cái phần sổ mình nè, phần diện tích đất của mình nè. Đó, cái hình dung đất của mình ha, khá là đẹp luôn ha, rất là vuông vức luôn. Thì đây là thông tin quy hoạch lô đất của mình nè anh chị, đất mình xã Phú Thịnh, Tân Phú, Đồng Nai ha. Thì đây là tờ 26 thửa 154 ha, diện tích là mình được 2.775 m² nè anh chị. Đất trồng cây lâu năm kết hợp đất tại nông thôn ha. Và đây mặt tiền đường đất của mình nè. Đó, mình được 67.5 m mặt tiền hiển thị ha. Và mặt tiền của mình quay về hướng Tây nha. Còn cái đuôi phía sau là mình được 57 ha. Bên hông chạy dài xuống là 45, bên đây là 42. Diện tích là 2.775 m² ha. Sổ riêng chính chủ, pháp lý sạch anh chị ha. Thì đất của mình ngang cái vị trí mình chấm đỏ đây nè anh chị. Đó, thì đây là vườn hoa giấy Lê Phương Phát ha. Đó, vườn hoa giấy nè. Đó, thì ở đây nè anh chị. Còn cái anh chị mình đi ra ha, mặt tiền bê tông, anh chị mình đi ra đường bê tông lớn là ngoài này nè, chỉ có 100 m thôi. Sau đó anh chị mình rẽ qua trái nè, anh chị mình sẽ đi ra hướng trường trung học cơ sở Phú Thịnh nè, là cũng nằm ngay ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh luôn ha. Đây, trạm y tế xã Phú Thịnh đó ha, trạm y tế ở đây, rồi trường trung học ở đây luôn ha. Nói chung là bán kính chỉ có đâu đó là 1 cây số thôi anh chị. Từ miếng đất anh chị rẽ trái là 1 cây số là đi ra ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, là cũng gặp ngay một cái đường nhựa trục chính Tà Lài nè. Trên video mình nói đó, nếu mà anh chị gặp đường nhựa trục chính Tà Lài mình rẽ trái là mình sẽ vô vườn quốc gia Cát Tiên ha. Đó là tầm khoảng là 15 cây nữa ha, là chỗ vườn quốc gia Nam Cát Tiên, là chỗ mấy anh người nước ngoài đó, những mấy anh chị người nước ngoài hay về đây đạp xe đạp đi trải nghiệm nữa ha. Đó là rẽ trái ha, là anh chị sẽ vô vườn gia Nam Cát Tiên. Còn rẽ phải thì anh chị mình sẽ đi ra hướng chợ Phú Lộc nè, rồi đi ra quốc lộ 20 nè ha. Đây là quốc lộ 20. Thì anh chị rẽ phải, anh chị sẽ ra quốc lộ 20 là nó tầm khoảng 7 cây số nha. Đó, thì gặp quốc lộ 20. Sau đó gặp quốc lộ 20, anh chị mình tiếp tục lại rẽ phải, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Biên Hòa là tầm khoảng 90 cây. Đi tiếp về thành phố Hồ Chí Minh là tầm khoảng là 110 cây ha. Rồi anh chị đi qua hướng thành phố Long Khánh là cũng 90 cây, đi về hướng thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cũng tầm khoảng 100 cây ha. Đó là rẽ phải của quốc lộ 20. Còn rẽ trái thì anh chị mình quốc lộ 20 rẽ trái, anh chị mình sẽ lên hướng thành phố Bảo Lộc là 65 cây. Còn anh chị đi tiếp, anh chị mình về hướng thành phố Đà Lạt là 180 cây ha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều ha. Cảm ơn chị mình đã dành thời gian xem video. Rồi sau đây thì cô chú anh chị mình hãy nhấn đăng ký kênh ha, cho lại một lượt đăng ký, một lượt subscribe, là có một cái động lực, một cái thúc đẩy tinh thần ra video hàng ngày, một cái sản phẩm bất động sản nhà vườn chính chủ gửi đến anh chị mình ha, một cái giá tốt nhất. Rồi xin cảm ơn rất nhiều ha. Video mình cũng kết thúc ở đây ha. Anh chị nào mà quan tâm nữa thì kết bạn Zalo với lại là sẽ tư vấn nha, hoặc là anh chị mình gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình video ha. Rồi xin cảm ơn rất nhiều ha. Video mình cũng kết thúc ở đây nha.